Vâng, chào anh Dương Vực Cường nhá. Và rất mong anh Dương Vực Cường có thể làm để chia sẻ ủng hộ xi măng và Alonso trong buổi thi đấu tối ngày hôm nay. Kiểu đấu kia ra diễn là khá là sớm. Và tạm thời đang đưa Han Hill về trước và gần à, như vậy bóng hai bên mình chấn mình. Hai nhà mình đang khá là gần nhau, thế là có thể khung được cái mặt nhà rất là khung thôi. Cái tre đầu tiên đã cơ cấu để có thể khung được mặt mặt trước này rồi. Tôi có AC cũng nhiều anh Tuấn Lê ạ, AC cũng rất là nhiều hôm nay. Quả phụ giữa anh nhà cái trước nhà Alonso, quả đấy Alonso sẽ ăn thôi. Có thêm bao nhiêu nữa rồi xin mang. Xin mang báo về là rất gần với Alonso, báo về rất gần với nhà màu 1 và là Ken Z. Ken Z là người cầm 30 đan. Quá gần. Ba nhà rất là gần nhau. Vâng, chào Nguyễn Bá Hiệp nhá. Đấy, quả phụ đấy, Nguyễn Quang không, khả năng Alonso xem quả này khi mà rất gần với Alonso và Alonso hiện tại vẫn chưa đủ đồ. À, đồ thì là đủ rồi, ăn hai bầy hiêu vào một bãi quả phụ là đủ đồ lên đời rồi. Chắc rằng bãi quả này nhanh khi mà màu một thì họ có dò bãi quả này không, ăn tranh với ban quả phụ rất là thiệt thòi cho mình. Và sẽ là bao dân đây. Rồi mình chặt cờ là bóng bình nhất. Hai ba dân à, lấy quyết định khả năng đánh 2-3 dân. Có cần kẹp được cái E vào chỗ của anh quả phải không? Thôi giờ họ chưa đóng gờ. Rồi chuẩn luôn. Kẹp cái E đấy. 24 dân mà chưa kích đời được. Không cho đặt cái gờ đẹp. Gian bầy hiêu này nữa. Đây là hiệu đầu của cái thủ màu màu 1. Tôi đang nghĩ đang đây hiệu bầy hiệu đầu. Hiệu to đây nào. Không như vậy chỉ hiệu 4 thôi. Bài rất rách. Ở đó có máy xi măng anh đủ đồ chưa? Thì có quả phụ cho anh rồi. Hai nhà bên họ ra rất xa nhau. Nhà ba nằm tít đầu kia, nhà một ở tận bên này. Bảo bên là một bài 15, một bài 19%, bài khá đẹp. Ia đánh 26 dân cơ. Xi măng trên một dân, thì một hai sư tử đang đứng nằm tít chỗ nào, chỗ có đang ăn thịt cái gì đấy, đang ăn thịt con dân rồi. Bài 27 trừ 1 của xi măng. Nó rất cẩn thận để anh khi mà anh test cục BB kia. Chỗ này thì chỉ cần một cái nữa là kín. Tất cả những rừng nó đều không phải F3 từ các game thủ bên phía đội bạn, không biết là có vấn đề gì nhỉ? Alonso này à, chưa có vấn đề gì xảy ra mà sao F3 nhỉ? Chắc là việc gì đấy. Ủa, quả rất gần nhưng mà màu một không ăn. Hiêu và quả rất gần. Khả năng họ đủ đồ rồi chăng? Bằng cái bàn mà rất rách của Alonso, Alonso đã kích đời rồi. Bài cố gắng cầm với con bàn, cầm chân con bàn được cho xi măng có thể khỏe. Rồi chạy thôi. Xi măng đánh cung rồi. Nhà cung đét rồi. Vòng 1 cũng đã chạy giòn đầy vào một cái tờ rất sớm. Vẫn đang trong bãi quả, trong dân bãi quả thôi. Đang đứng giò giữa hai nhà. Từ bãi vàng game thủ màu 1 kia chính là bãi vàng màu 1. Đấy con giò nào, giò mình chưa công nghệ gì cả, họ dọc. Hay
ngay đầu là kín chỗ này. Thế dân vụt luôn tới này, chơi luôn. Thì mình ở đây là mình có đồng đội. Một như vừa nhảy đời sao, thấy điểm số đang vụt lên rất là cao. Số BM như Ken đang nghe đấy, để ý. Vâng, lên đời 3 sau trong game thủ 1 rồi. Với việc kích về này thì vâng, lại còn nguyên bách quả, bảo sao hoàn nguyên quả này. Một bê thủ. Vâng, nhà ông 1 này giàu thế nhỉ. Nhiều quả đầy nhà không ăn luôn. Xin con bê nào. 30 xô lên lượt rất là yếu. Đảo qua xin mang xem sao anh còn sống không. Nhà đã khung xong. Và như chết mất một dân khi người màu 3 trong giò là phải. Đến nhiều 25 dân. Và đánh cùng thủ phủ. Về thủ lực rất là yếu, mình hai bài đều yếu. 5 công nghệ đến người cầm màu 3 của Yamato thì cũng phải bài đánh chuyển cũng lên sang 5 công nghệ là công giáp và nâng cấp chặt gỗ. Có công giáp có chặt gỗ đến từ người cầm Yamato. Sẽ là Yamato thôi. Bây giờ đang ăn phu được con đằng đà này ngon này. Con này thiếu được. Giáp vừa đập trước con vua rồi. Nói gì? Và có một ý rũ thẳng vào nhà bàn này. Thế rồi. Con nhà phù phát hiện, con phù sẽ bị nằm. Rồi y ra, nó sẽ giữ thẳng vào nhà vừa kìa Miyamoto ở nhà bàn này, giữ vào nhà bàn. Bàn họ đánh một bàn một lờ và chuyển cùng rất sớm. Điểm giữa bản đồ có gì ăn hoang không? Kiếm cái gì ăn hoang ngon. Cứ chạy đi ăn hoang thôi, chạy đi ăn hoang thôi. Đang đi đang công đây, trở lại xin mang một cái con sống không? Tham gia là 37, 36 vẫn đang khỏe. Thế là chúng em có cung rồi anh nha. Có cung rồi, thủ màu... Để rồi bắn thẳng bãi vàng nào. Bắn thẳng bãi vàng cái thủ màu 2 này, làm nó 2 màu đáng tươi luôn. Được nào, xin hai con. Lạc đà biết rồi. Để cho dân nhá, cho đây lao xô nhá. Lạc đà đang đứng người đấy. Gần đấy một khu 2 lạc đà, ban này tuyệt luôn. Khu phá đen, giáp bên mình cả các hù phải có chữ mọc binh. Thế kia Nia đấy thằng khu 2 rồi. Thì mong vẫn đang chủ động cùng về số rất là sớm để có thể phát triển châu hồi. Thế mình đánh cùng cùng thủ phù này cùng khỏe cùng Hà họ đẩy luôn rồi khá là cùng Hà cùng Hà bắt gà bàn trẻ quá giáp vòng bài vẫn đây là ba đều cho xin bằng có đồ máu sớm rồi. Cung Nga Yamato thời gian nó không phải là quá phụ. Tôi biết là mày nó sẽ là không chấm số 2 rồi. Cung Nga kiểu phù nào, 3 con phù. Ba con phù nó chưa được này luôn. Mình chưa được này được. Rất đủ Cung Nga thì có thể là 3 này. Đầu máu vẫn đang trong quá trình nâng cấp, chưa lên xong đầu máu. Từ một spa tím ở trên dốc và chơi thế này được. Điều nào cung Nga thì họ còn không điều tốt được vào những cung lờ này khi cơ động cung lờ là cơ động hơn chặt gỗ 2 và các chiến công một bắn vẫn rất là ngoái nhưng mà cung Nga quá đông. Vâng, mày quá nhỉ. Vâng, như vậy tỷ số là 3-0-3 trận đấu này.